Thưa quý vị, cuối tháng 4 vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành kế hoạch số 710 về triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023 nhằm tiếp tục xây dựng văn hóa sản xuất kinh doanh và tiêu dùng Việt Nam. Tại thành phố Đà Nẵng, với chức năng nhiệm vụ được giao, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố nỗ lực đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần thay đổi thói quen của người tiêu dùng, ưu tiên người Việt dùng hàng Việt. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận Hải Châu. Sôi động, rộn ràng. Đây là ngày hội tôn vinh hàng Việt năm 2023 vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu tổ chức mới đây tại công viên APEC. Chương trình gồm 30 gian hàng đến từ các cơ sở kinh doanh buôn bán, doanh nghiệp có uy tín trên địa bàn quận. Với nhiều mặt hàng chất lượng và giá cả hợp lý, ngày hội góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm có tiềm năng lợi thế của địa phương, từng bước tạo dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cho sản phẩm. Tổ chức cái hội chợ như thế này, người dân đến đây mua hàng là cảm thấy an tâm, mà đồng viên được cho những cái gian hàng này người ta buôn bán để quảng bá những cái món hàng của mình. Nhờ những cái ngày hội tôn vinh hàng Việt như thế này thì sản phẩm mình sẽ đến gần với người tiêu dùng hơn, quảng bá được rộng rãi hơn và nói chung là xúc tiến được bán được nhiều sản phẩm hơn. Sau thời gian tạm lắng vì Covid-19, thời gian gần đây, các phiên chợ hàng Việt được mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố tổ chức đồng loạt tại các khu dân cư, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân địa phương. Các mặt hàng made in Việt Nam với sự đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã đã dần trở thành sự lựa chọn trong thói quen tiêu dùng của nhiều gia đình. Hưởng ứng cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì thời gian qua thì ở địa phương phường Hòa Cường Bắc của chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều cái hoạt động giới thiệu quảng bá cũng như là giúp cho bà con nhân dân trên địa bàn phường nhà biết đến hàng Việt và đưa hàng Việt đến tận tay của hộ tiêu dùng trên địa bàn của phường nhằm giúp tăng trưởng cái sản xuất tại cái địa bàn cũng như là nói riêng và của thành phố nói chung. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết, để các sản phẩm của Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận đến mọi tầng lớp nhân dân, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp với các doanh nghiệp có uy tín, tổ chức ngày hội trưng bày giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt, các địa phương cũng tổ chức nhiều phiên chợ không đồng, siêu thị không đồng với sản phẩm là hàng Việt để hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Vai trò cầu nối của mặt trận ngày càng được phát huy, góp phần đưa hàng Việt vào đời sống một cách thiết thực nhất. Tuyên truyền cho người dân của khu dân cư về cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng thời tổ chức rất là nhiều cái hoạt động để cho người dân biết tới cái cuộc vận động này và thực hiện nó một cách là bài bản. Những phiên chợ hàng Việt ngày càng được tổ chức quy mô bài bản, không chỉ tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hàng Việt có cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, mà đây còn là kênh tuyên truyền hiệu quả để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.